Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là mình Ngô Vlog đây. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái thác Block Foot trên điện thoại và nhiều ạc cùng một lúc anh em nhé. Thì nếu mà nhiều ạc cùng một lúc trên điện thoại thì đa phần là em dùng nhiều máy đúng không anh em? Còn hack một lúc mà nhiều điện thoại anh em phải mạnh. Và cái video lần sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách hack Block Foot một lúc nhiều ạc trên điện thoại nhưng mà phải mạnh anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách hack trên ứng dụng đó chính là UG Phone anh em nha. Thì từ gphone.com anh em nhé. Thì hôm nay để mình vô cho anh em xem này. Đây anh em nhé, đầu tiên anh em vào trang web này giúp mình. Thì link trang web này sẽ để phần mô tả video cho anh em nhé. Sau đó anh em ấn play now giúp mình nhé. Ứng dụng này hack trên điện thoại luôn. Và đây thì anh em lúc đầu này sẽ đăng ký giúp mình đi. Hiện tại mình có một tài khoản ngày xíu nữa mình sẽ review cho anh em sau nhé. Thì đầu tiên anh em đăng ký để mà anh em nhập code của mình. Giờ mình chọn thử Google đi. Đăng ký cũng gì mà đăng nhập cũng gì hả ta. Từ để mình xíu để mình đây anh em phải ấn vô phần dưới này anh em nhé, gọi em ấn vô Google. Đây mình chọn Google của mình nhé. Rồi đợi xíu anh em ơi, cho nó lag. Đây sao em nhập mã mời của mình nhé. Từ để mình lấy cái mã mời của mình nha. Đây anh em ơi, và đây là mã quyền lợi của mình anh em nhé. Thì anh em nhập cái này anh em sẽ nhận được tầm khoảng bao nhiêu kim cương đó mình không biết, giờ mình sẽ thử nhé. Đây sao khác nhận nè. Rồi từ này là đi sử dụng gói thử nghiệm nên thì đây đầu tiên anh em nếu mà anh em lần đầu tiên tạo tài khoản nó sẽ hiện cái này cho anh em này để anh em nhận được cái kim cương mà anh em kim cương để mà anh em đổi ra được cái VBS cái UG Phone miễn phí cho anh em dùng anh em nhé. Mình thử lấy luôn đi. Đây anh em chọn UG Block của mình gói UG Block. Đây gói thử 4 giờ thử nghiệm miễn phí nè anh em, 7 ngày là đây 4 giờ miễn phí anh em nhé. Rồi đem ấn vào đặt ngay với mình. Đây thanh toán thành công, nó miễn phí anh em nhé. Và anh em sẽ được dùng trong 4 giờ. Em để nó xử lý nhé. Nó sẽ cho anh em một cái UG Phone miễn phí. Bắt đầu chơi này, anh em cũng bắt đầu chơi với mình. Đấy đó, bây giờ anh em đã có một cái gì ta, cái UG Phone miễn phí rồi anh em ơi. Để đặt mua thì em sử dụng. Ok. Lời khuyên máy không mở được, xin hãy xác nhận. Từ nó đang bị lỗi em nhé, để mình làm mới cái. Đây xong anh em nhá. Đấy bây giờ nó như một cái điện thoại của anh em luôn đây nè. Để nè anh em vô nè. Đấy không, đấy bây giờ anh em đứng nhờ chấp nhận và tiếp tục không cảm ơn. Rồi ok, bây giờ anh em dùng như bình thường nhá. Rồi bây giờ anh em đợi cho mình 30 giây để mình đi lấy link tải Bluetooth về cho cho anh em mấy cái bản hack đồ. Đây là tay mút nè, đây nè anh em thấy không anh em. Đây là cái ứng dụng là lần sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà hack được nhiều nick trong Block Foot anh em nhé. Đây giờ vô thử cho anh em xem này. Giờ chung nói chung là chơi ngon lắm anh em à, nó không lắc không gì hết nha, nói chung máy xịn. Tùy cái mức mà anh em thuê trong cái ngày hoặc là nó sẽ tặng cho anh miễn phí mỗi tháng anh em nhé. Đấy cực kỳ mượt luôn anh em nhé. Đây đấy, bây giờ là mình bật setting lên cho anh em xem này. Full setting luôn anh em nhé. Đây full setting luôn, không slack anh em nhé. Đấy ok chưa. Đấy thì anh em treo thoải mái các thứ lum la, nếu anh em thích thì anh cứ tải hack về anh em dùng thôi. Thì lên bản hack script đồ mình sẽ để phần mô tả video. Còn bây giờ thì nếu thấy video của mình thì để lại mình một like, share và subscribe channel của mình nhé. Thì lần sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em hơn và mình sẽ cho anh em những bài hack xịn hơn. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Bye bye.